Tại sao mẹ con cô lại làm như vậy? Mẹ con em thật sự không cố ý. Nó chỉ là sự cố. Bao số ba con tôi đầy trên mạng, lên cả những trang hóng hớt. Vậy là không cố ý. Cố ý là cố ý cỡ nào nữa? Em nói thật mà, anh không tin em hả? Cô có biết là khi tất cả những cái clip đó lan truyền đầy trên mạng xã hội, tôi đang làm gì không? Tôi đang cố gắng nài nỉ người ta giảm giá cho cái mới du thuyền, cho mới lavender của cô đấy. Anh à, em xin lỗi. Anh đừng như vậy nữa được không? Hay là vì tôi quá nghèo nên mẹ cô muốn tôi từ bỏ, đúng không? Anh phải nghe em giải thích đã. Anh nghe em giải thích được không? Trời ơi, con gái, con gái tao. Mày đánh con gái tao. Bé bình tĩnh đi bé. Con gái tao, 3.000 người đang đứng. Bé bình tĩnh. Con gái tao, tao có bằng chứng đây nè. Chỉ có người trong cuộc mới thấy người trong kẹt làm cái gì. Hồi nãy giờ tao cho mẹ tao thấy hết mày làm trong cuộc rồi. Để anh đi mẹ ơi. Bây giờ mày muốn làm ông ta sẽ giặt mặt thằng cha mày. Để anh đi mẹ ơi. Mày buông ra coi. Trời ơi, mày chạy coi. Bà nội cha mày, mày chạy hả? Mày dừng lại tao đá mày vô họng mày. Trả lời cho tao nghe liền, nếu không là tao đánh mày bể đầu. Hôm nay mày phải livestream cho mọi người thấy thằng con của cha Tư Hạnh nè, được cái bản chất con người của nó. Thấy chưa mọi người ơi? Đứng lại đồ hèn, mày ngồi mày đứng lại đi đồ hèn. Như tao nè, tao chưa là chưa, bây giờ tao bỏ chạy cho mày. Mày sẵn sàng chưa? Ở đâu? Nói đi. Kính thưa các bạn trẻ, tôi tên là Tư Hạnh, tôi là cha ruột của Hồng Thông. Ngày hôm nay tôi lên trên cái mạng xã hội này. Wait. Like trends. Like trends. Like chim. Chim đi, chim thôi. Cái chim này. Tôi lên cái chim này là để tôi phản biện lại chứ những cái mà lời nói xúc phạm của bà Năm Lẹ, những lời xúc phạm vô căn cứ. Bà Năm Lẹ bả là người có cái miệng lanh lẹ nhưng mà cái tâm hồn của bả thì ý ẹ. Bả nói toàn là nói bậy mà còn nói bự. Tôi kỳ hạn cho bà trong vòng 3 ngày. Tôi kỳ hạn cho bà trong vòng 3 ngày. Bà phải lên cái... Một cái tút. Để mà bà xin lỗi tôi. Lấy lại danh dự cho gia đình tôi, cho thằng con trai tôi. Nếu mà bà không làm được điều đó thì tôi... tôi sẽ cắt cổ bà. Tôi sẽ xé áo bà. Tôi sẽ lọc bàn nhà bà lên. Không đám cưới gì hết. Tôi sẽ không cưới bà nữa. Tôi sẽ không cho thằng con trai tôi cưới con gái bà. Dẹp, không có cưới hỏi gì nữa đâu á. Thân chào các bạn trẻ. Tạm biệt. Xong chưa? Thôi mệt quá. Muốn đấu với tôi à? Con Năm Lẹ này chưa bao giờ bỏ chạy. Ngỡ ngàng chứ quý vị, bất ngờ chứ quý vị. Bây giờ thì nó mới lòi cái bộ mặt thật của nó ra đó quý vị. Nó đâu có thương gì tình cảm của đôi trẻ đâu. Nó nhắm vô tài sản của bà Năm Lẹ này nè. Nó tính bọn rút mà đâu có được. Bà nói chuyện mà bà không biết mắc cỡ. Ai bọn rút bà? Nếu mà tôi á mà có bòn rút á thì bà ông này mọi người nghĩ thử coi, cái ngày đó tôi đã theo bà đi qua bên chắc cà đao rồi chứ đâu có ở đây giờ này. Ơi, ai mới là người bòn rút ai hả? Thưa bà Năm Lẹ, đồ cái thứ già mà không biết dạy con. Cha sao con y vậy, xấu tàn nhẫn, tàn canh gió lạnh, không biết thân biết phận, đã vậy còn không có chí hướng cầu tiến cũng say nô luôn. Bà Năm Lẹ bả là người có cái miệng lanh lẹ nhưng mà cái tâm hồn của bả thì ý ẹ. Bà nói toàn là nói bậy. Ủa? Nhà Vũ có cái livestream này nữa hả? Coi xong coi má, gần. Trời ơi, ông theo phe ai vậy? Tôi là bà Năm nha. Ê, tôi cũng bà Năm đi. Ê, không chơi chung nha. Không thèm chơi chung nha. Bà, phe ai? Tôi theo phe ông Tư nha. Không được. Bà theo phe ai? Đó, tôi coi cho vui hả? Đồ con người không có chính kiến. Đồ con người không cùng là dồ. Mấy bà, chừng nào hai đứa đó cưới vậy?
Ủa, hai đứa nó còn quen hả? Bởi vậy mới nói đừng có tưởng mai nở là ngỡ xuân về. Chưa có đăng ký kết hôn thì chưa có ăn giọng gì được hết á. Càng ngày càng nói hùng nói điên su cà na gì đâu á, làm biếng trả lời. Ở đời không có gì là không thể nha quý vị, nhưng giàu có không phải từ tay người khác mà từ não mình ra. Không phải ai giàu có cũng sang trọng đâu, đúng không các bạn? Chắc tao ngửa tay xin tiền chồng tao hả Tư Hạnh? Tài sản vợ chồng tao tự tạo ra, có gì đâu mà xấu hổ. Xấu hổ thì không, mày tự bà biết. Bà hỏi ai? Sự thiệt nó vẫn mãi là sự thiệt à. Không sớm thì chiều, không mai thì một. Sự thiệt nó cũng lòi ra à. Cái kim giấu trong bọc, lâu ngày nó cũng xé. Cái level của mỗi người đã có rồi, không cần phải nói. Nói nhiều người ta nói mình lậm ngôn. Chết thì chôn, tiền bạc đâu có đem theo được. Mà đã gieo lời phụ bạc á, thì tiếng xấu muôn đời. Đúng là đồ già mà mất trí. Đỡ hơn già mà mất chồng. Đỡ hơn chồng mà không còn vợ. Rồi tôi mắc nợ gì con? Chuyện này chưa xong đâu nghe quý vị. Nhất định tôi sẽ làm cho ra lẻ. 20 giờ tối thứ tư. Đánh một trận là phải thắng. Không gặp không về. Xin chào quý vị. Chào các bạn trẻ. Cuộc chiến giữa hai ông bà xui bao giờ mới dừng lại? Thấy chưa quý vị? Lần nào live stream cũng vậy quý vị. Mấy cái avatar con chó, con mèo, bông sen nó vô nó chữ gian động hết trơn quý vị. Bây giờ không có hiện hình ra là tao lóc hết. Bông sen là mày chửi tao nè. Lóc mày nè. Tại sao mà mày chửi tao, tao có quen biết gì mày. Quý vị ơi, bây giờ hả mà em đăng hình lên Facebook á mà không có ai like đó quý vị, là em muốn tự giận em chết vậy đó quý vị. Quý vị comment hỏi em sao mà tự giận bằng cách nào đi. Em leo lên cây đu đủ em nhảy xuống đó quý vị. Cái con bông sen mày còn chửi tao nữa là tao lóc mày nghe. Ê, tụi nó bỏ nhà đi. Cũng gần 3 tháng rồi. 3 tháng rồi cô không có liên lạc gì được với tụi nó hết á. Nhưng mà con thắc mắc là cô Chuyến là hot streamer trên mạng đúng không? Có rất là nhiều cộng đồng mà họ ủng hộ mỗi ngày, lượt like rất là cao. Tại sao cô Chuyến không nhờ fan của mình giúp đỡ tìm kiếm hay đăng video như thế nào ạ? Có. Thật ra là có á. Thì cũng có đăng clip rồi lên trên mạng live stream, cũng có kêu tụi nó năn nỉ tụi nó về. Mà chắc tụi nó không thấy, hay là tụi nó cố tình tụi nó trốn tụi tôi cũng không biết được nữa. Dạ con xin phép hỏi riêng tư về hai người một chút, là hai người có liên lạc với nhau sau vụ đó không? Không. Từ hồi đợt mà bà chửi tôi trên mạng tới giờ, lần đầu tiên tới giờ mới gặp mà lại mặt mẻ đó chứ. Thật ra thì cô chỉ muốn nói với hai đứa là cô không có ngăn cản gì hôn nhân của tụi nó hết trơn á. Tôi cũng vậy. Bây giờ bà gặp tụi nó, cho tụi nó cưới liền. Chứ thiệt ra tôi với bà cãi lộn cũng tại vì tôi muốn bảo vệ danh dự của tôi. Thì tại bà chửi tôi trước, cho nên là tôi mới nóng máu, tôi mới chửi bà lại. Chứ cuộc chiến trên mạng nó khốc liệt quá. Nhưng mà thực ra rốt cuộc là hai bác vẫn không có thừa nhận cái vấn đề rắc rối xuất phát từ chuyện quá khứ của hai người. Thì